Một cây giảo tự xoắn có thông số là hoành 10, cao 55 và ngang là 60 đây nè cả nhà ơi. Trời ơi, coi cành nhánh của nó rủ xuống nhìn đẹp mê ly chưa. Dạ, dừng máy chiếc cho bông chào cả nhà. Thì trước màn hình đây là một cây giảo tự xoắn đó cả nhà. Đẹp xuất sắc luôn á, em đã hai chậu cho anh chị mình luôn rồi ha. Chậu này là chậu gốm sứ nè. Chậu gốm sứ luôn á cả nhà. Thôi, cái này đẹp xuất sắc luôn, con phơm vàng, cành nhánh nó xum xuê kìa. Mà có mấy cành nhánh nó rủ xuống nữa nha cả nhà ơi. Thì giảo tự xoắn đó mọi người, ra tới đâu là xoắn tới đó luôn nha anh chị. Đây, trời ơi coi nè, giảo tự xoắn nha, ra tới đâu là xoắn tới đó. Không có nghệ nhân nào mà có thể làm được cái mắt xoắn như thế này luôn nha cả nhà. Và nó có hiện tại đang có nụ kim. Nó hiện tại đang có nụ kim rất là nhiều luôn nha. Là tại sao sắp tới Tết rồi, bây giờ cũng tháng 7 rồi, bắt đầu tạo nụ dần dần là được rồi nha anh chị. Rồi tháng 8 anh chị thấy cây mai nào mà ít đến nụ, anh chị bắt đầu là kiểu như là mình dùng bộ xịt tạo nụ nè. Hoặc là anh chị có thể dùng phân tạo nụ ha, để tạo nụ cho cây mai của mình có nhiều nụ hơn, sẽ có nhiều hoa hơn để chơi Tết nha. Rồi, cái giảo tự xoắn này em giao lưu với anh chị giá là 1,2 triệu, bao ship và đi luôn chậu cho cả nhà luôn ạ. Trời ơi, tao nói nó đẹp xuất sắc luôn kìa anh chị ơi. Rồi anh chị ơi, sẵn xuyến sao, lao sao lòng người. 1,2 triệu, bao ship, đi chậu. Alo cho vườn mai của chiếc chè bông nếu như anh chị ưng cái cây giảo tự xoắn này nha.